Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Doanh nghiệp Doanh nhân của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Năm 2023, xuất khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ của Việt Nam có thể đạt 14,5 tỷ đô la Mỹ. Huyện Thiệu Hóa tập trung cải thiện chỉ số DDCI. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tại khu công nghiệp Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, Hiệp hội Chế biến gỗ và Lâm sản Việt Nam dự kiến từ nay đến cuối năm, kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam có thể đạt được khoảng 6 tỷ đô la Mỹ, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong cả năm lên khoảng 14 đến 14,5 tỷ đô la Mỹ. Theo Hiệp hội Chế biến gỗ và Lâm sản Việt Nam, từ tháng 5 năm 2023 đến nay, tình hình xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ của Việt Nam đã có tín hiệu phục hồi khả quan, bình quân mỗi tháng có thể đạt trên 1,2 tỷ đô la Mỹ một tháng. Cũng từ tháng 5 năm 2023 đến nay, các doanh nghiệp Việt Nam đã nhập khẩu lượng lớn gỗ nguyên liệu. Lượng gỗ nhập về bình quân tăng 5 đến 10% một tháng. Đây là dấu hiệu cho thấy các doanh nghiệp gỗ đang tích cực chuẩn bị cho các đơn hàng cuối năm. Trong bối cảnh sức ép cạnh tranh lớn về đơn hàng, nhiều doanh nghiệp gỗ Việt Nam đang ưu tiên đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Ngành hàng xuất khẩu tôm của Việt Nam cũng đang ghi nhận những dấu hiệu phục hồi tích cực khi nhiều doanh nghiệp đã có đơn đặt hàng từ các nhà nhập khẩu. Số lượng đơn hàng tăng từ 20 đến 30% so với các tháng trước. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP cho biết, hiện nay một số doanh nghiệp đã có hợp đồng với giá trị lớn được ký kết, chủ yếu đến từ các nhà nhập khẩu quan trọng từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc và Hàn Quốc. Nguyên nhân là do nhu cầu đặt hàng tăng nhằm phục vụ mùa lễ hội cuối năm của nhiều nước trên thế giới. Bên cạnh đó, ngành tôm đang có nhiều thuận lợi để phát triển khi có thêm trợ lực từ gói tín dụng 15.000 tỷ đồng đang được các ngân hàng triển khai hỗ trợ doanh nghiệp thu mua nguyên liệu. Trước tín hiệu tích cực từ thị trường, VASEP dự báo xuất khẩu tôm năm nay có thể đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ. Những năm qua, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, qua đó tạo nguồn lực phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững. Tính đến nay, trên địa bàn huyện Thường Xuân đang có trên 1.200 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hơn 1.900 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động, 142 doanh nghiệp, góp phần tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương. Nhằm thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, huyện Thường Xuân đang tập trung huy động mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đẩy mạnh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thu hút triển khai hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn, đồng thời xây dựng nhiều cơ chế chính sách, tạo điều kiện về quỹ đất, giải phóng mặt bằng, cơ sở hạ tầng để các doanh nghiệp đầu tư mở rộng ngành nghề sản xuất kinh doanh tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, huyện Thiệu Hóa đặt mục tiêu đạt top 10 khối Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI. Để thực hiện mục tiêu này, huyện đang nỗ lực cải thiện chất lượng điều hành, có giải pháp thúc đẩy cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng minh bạch để thu hút đầu tư tốt hơn. Sau hơn 10 năm đầu tư và đi vào hoạt động trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, dự án nhà máy may mặc xuất khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn Thiệu Đô đã góp phần giải quyết việc làm ổn định cho hơn 1.200 lao động địa phương. Doanh nghiệp đánh giá cao việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp của các cấp chính quyền huyện Thiệu Hóa. Sự đồng hành của địa phương đã góp phần giúp doanh nghiệp luôn duy trì ổn định sản xuất, kể cả trong những thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát hay khó khăn về đơn hàng như hiện nay. Ở địa phương ấy, thì thực sự là rất quan tâm đến các cái hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, các cái thủ tục của huyện ấy. Thì họ gần như là họ tạo điều kiện hết mức cho nhà máy hoạt động. Tới đây thì công ty sẽ cố gắng duy trì phát triển để làm sao cho 1.200 người lao động có được việc làm ổn định và có thu nhập ổn định. Nhờ sự nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đến nay huyện Thiệu Hóa đã có 390 doanh nghiệp đang hoạt động. Huyện cũng đã thu hút được 53 dự án đầu tư trực tiếp với tổng vốn đầu tư gần 2.130 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực thương mại dịch vụ, dệt may, cụm công nghiệp, xăng dầu, chế biến lương thực thực phẩm. Năm 2022, chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI của huyện tăng 4 bậc, lên vị trí thứ 14, thuộc nhóm có chất lượng điều hành khá trong khối Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thị, thành phố. Nhiều chỉ số thành phần DDCI có sự tăng trưởng vượt bậc như chỉ số tiếp cận đất đai, cạnh tranh bình đẳng, đứng thứ 4, thiết chế pháp lý an ninh trật tự, chi phí không chính thức, đứng thứ 7.
Với quyết tâm cải thiện hơn nữa chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI, huyện đang rà soát, đánh giá lại các chỉ số thành phần, nhất là các chỉ số cần phải cải thiện hơn nữa về hỗ trợ doanh nghiệp, chi phí không chính thức, thiết chế pháp lý, tiếp cận đất đai, đẩy mạnh công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện hiệu quả nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thiệu Hóa về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025. Công khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hút đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư. Huyện đã thành lập ban chỉ đạo nâng cao năng lực cạnh tranh, các tổ giúp việc hỗ trợ cho từng dự án và rút ngắn tối đa thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo doanh nghiệp, bồi dưỡng các kiến thức về pháp luật, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện cũng thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ và tháo gỡ những cái khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn, cũng thấy là hài lòng, cũng mong là các lãnh đạo phải quan tâm nhiều hơn nữa, sát sao hơn nữa để cho có ngày có một các doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn hơn. Nâng cao cái năng lực cạnh tranh thì huyện cũng đã chỉ đạo các bộ phận, nhất là phòng kinh tế hạ tầng, là luôn luôn cùng với các cái doanh nghiệp trong các cái vấn đề, là nhất là cái vấn đề thủ tục hành chính, rồi quảng bá thương hiệu của các doanh nghiệp, các cái vướng mắc khó khăn thì đều được tư vấn về cái công tác hỗ trợ về vốn, về các cái vấn đề về đất đai, các cái vấn đề về vật liệu. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp là khâu đột phá của huyện. Thiệu Hóa quyết tâm tạo sự thay đổi thực chất, liên tục và hiệu quả từ cấp cơ sở trong giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện mức độ đồng hành cùng người dân doanh nghiệp, làm cơ sở để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của địa phương. Qua đó hướng tới tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, chính quyền thân thiện, kiến tạo, phục vụ vì sự phát triển chung của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tác động của dịch bệnh, lạm phát kinh tế, biến động nguyên nhiên vật liệu đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện các dự án tại khu công nghiệp Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, chủ đầu tư đều đang nỗ lực khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công để về đích đúng kế hoạch. Tại công trường dự án nhà máy công nghiệp SAB Việt Nam, khu công nghiệp Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, đơn vị thi công đang huy động hơn 300 công nhân tổ chức tăng ca để đẩy nhanh tiến độ dự án. Dự án được khởi công từ tháng 7 năm 2022 với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 62 triệu đô la Mỹ, sản xuất các sản phẩm khóa kéo, nút, cúc kim loại. Đến nay tiến độ tổng thể toàn bộ dự án đã đạt khoảng 80%. Chủ đầu tư, đơn vị thi công đang phấn đấu hoàn thành xây dựng dự án vào ngày 30 tháng 10 năm nay. Phấn đấu đưa nhà máy vào vận hành trong tháng 1 năm 2024, trước 45 ngày so với kế hoạch. Rất cảm ơn cơ quan nhà nước tỉnh Thanh Hóa, thị xã Bỉm Sơn đã giúp đỡ chủ đầu tư thuận lợi tổ chức thi công dự án. Giai đoạn đầu tiên chúng tôi đang đầu tư nhà xưởng số 1, số 2, tuyển dụng khoảng 500 công nhân với số lượng đạt khoảng 150 triệu đô la Mỹ cho mỗi năm. Khu công nghiệp Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được 56 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt hơn 6.500 tỷ đồng và hơn 411 triệu đô la Mỹ. Đến nay đã có 30 dự án đang sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 3.200 lao động với giá trị sản xuất hàng năm đạt khoảng 1.800 tỷ đồng. Có 9 dự án đang đầu tư xây dựng, 16 dự án đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Khắc phục những khó khăn về thời tiết, dịch bệnh, biến động về giá nguyên vật liệu, các chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án đều đang tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư, huy động nguồn vốn, nhân lực, tích cực triển khai dự án đảm bảo tiến độ đề ra. Năm nay biến động vật tư vật liệu thay đổi khá lớn. Bên tổng thầu đã nỗ lực tìm kiếm nguyên vật liệu với đơn giá không biến động quá lớn ảnh hưởng đến thi công dự án. Chúng tôi cũng cố gắng đẩy nhanh tất cả tiến độ, bao gồm cả tăng thêm số lượng nhà thầu, số lượng công nhân để dự án về đích sớm hơn. Cùng với sự chủ động của các đơn vị triển khai dự án, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa cũng đang phối hợp với các ngành địa phương có liên quan, tích cực bám sát tiến độ triển khai các dự án để chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đưa các dự án vào vận hành theo đúng kế hoạch, qua đó góp phần vào tăng trưởng sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bản tin Doanh nghiệp Doanh nhân xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.